Bạn đã biết cách xem lịch sử di chuyển cũng như điểm đến của bạn cũng như người thân của bạn trên điện thoại hay chưa? Nếu chưa bạn có thể tham khảo clip sau. Đầu tiên bạn sẽ mở cài đặt ha. Mở cài đặt ra. Sau đó mình tìm đến cái phần là quyền riêng tư ha, quyền riêng tư. Sau đó bạn tìm cho mình cái phần là nhật ký vị trí trên Google ha. Đó, sau đó bạn sẽ chọn một cái tài khoản Google mà bạn thường xuyên sử dụng á để mình đăng nhập vô ha. Mình chọn vô. Sau đó tất nhiên cái tài khoản này nó có bật định vị lên rồi ha, chúng ta phải nhớ là chúng ta bật định vị rồi ha. Đó thì ở đây là mình đang bật nhật ký định vị, nhật ký vị trí mình đã bật rồi ha. Đó, sau đó mình chọn là quản lý lịch sử hoạt động này, thì tại đây nó sẽ hiện lên, nó sẽ hiện lại cái quá trình, cái lộ trình đường đi của mình ha. Đó, nó hiện cái lộ trình đường đi của mình như vậy và các cái nơi mình đã ghé thăm ha, có nhiều lắm. Thì các bạn có thể kéo lên trên để bạn xem lịch sử lại, để có thể biết được là trong cái quá trình cái đường đi di chuyển của mình trong ngày cũng như các ngày khác ha, theo cái thời gian nó có cho mình chọn thời gian như thế này, lưu nhớ rất là nhiều ngày ha, và các cái điểm đến luôn ha, cái điểm mình đã tham quan ghé thăm á. Thì các bạn có thể tham khảo cái này ha, để mình có thể xem lại được cái lịch sử di chuyển của mình cũng như người thân của mình ha, và kể cả những điểm mình đã check in, điểm đến ha. Đó, xin chào các bạn ha, hẹn gặp lại các bạn ở một clip khác.